Avenzac. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avenzac. Chào mừng các em đến với chương trình đuổi hình bắt chữ của chúng ta ngày hôm nay. Các em không nghe nhầm đâu, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bài học không phải là một câu nói quen thuộc mà chúng ta sẽ đến với một trò chơi mang tên đuổi hình bắt chữ, và chúng ta sẽ bắt đầu với bức tranh đầu tiên nhé. Và còn sẽ đoán cho cô xem từ ngữ mà cô chỉ ở đây là từ ngữ gì. À, bức ảnh đầu tiên cô tin chắc chắn rằng bạn nào trong chúng ta cũng có thể nhận ra đó chính là từ gì nhỉ? À, rất chính xác, từ ném đá. Và ném đá không để chỉ một cái hành động đó là ném một cục đá, mà ngày nay ta còn hiểu ném đá là gì? À, là mắng này, là chửi một người nào đó một cách vô văn hóa, phải không nào? Thì đó là ném đá. Hay bức tranh thứ hai, à, rất đơn giản, có sẵn một từ ngữ gợi ý cho chúng ta rồi, đó là từ chém. Và hành động chém vào không trung chúng ta biết đó là từ gì? Chém gió. Hoặc có cách hiểu thứ hai là gì thì các bạn hãy bình luận ở phía dưới cho cô nhé. Bức tranh thứ ba, à, đây là một cái bắp ngô đã gọt hết ở phần hạt rồi, chỉ còn lại phần cùi thôi, và chúng ta sẽ gọi đây là cùi bắp. Và cùi bắp thì còn nghĩa gì? Các bạn hãy bình luận ở bên dưới nhé. À, hình ảnh của một nhân vật đang thả thính cho cá ăn và nói là ăn thính nào các bạn. Vậy chắc chắn đáp án của chúng ta là gì? À, là thả thính. Tiếp theo là hình ảnh của một em nhỏ kết hợp với một con trâu, ta sẽ có từ gì đấy? À, rất chính xác, từ trẻ trâu. Và từ này rất dễ phải không nào? Lá cải. Và có một tờ báo, vậy thì ta sẽ có từ gì? Báo lá cải. Nếu các con thử đưa những cái câu trả lời, à, câu từ ngữ này cho ông bà hoặc bố mẹ xem thì có lẽ họ sẽ không hiểu được nghĩa mà chúng theo cách mà những người trẻ đang sử dụng. Vậy thì ta thấy rằng ngôn ngữ cũng như là một hiện tượng xã hội, nó sẽ không ngừng phát triển và biến đổi theo thời gian. Có những từ ngữ vốn ban đầu xuất hiện thì chỉ có một nét nghĩa thôi, nhưng ngày cả vì cái nhu cầu diễn đạt của con người ngày càng phong phú nên xuất hiện thêm những từ ngữ mới với những nét nghĩa mới. Và ta sẽ cùng tìm hiểu qua bài học ngày hôm nay sự phát triển của từ vựng để xem ngôn ngữ của chúng ta đã phát triển như thế nào và có những cách nào để phát triển từ ngữ nhé. Cô mời các con sẽ đi vào phần 1 La Mã, phần đầu tiên có tên sự biến đổi và phát triển nghĩa của từ ngữ. Ở phần 1 này, các con sẽ đi tìm hiểu ví dụ cho cô trong đoạn trong bài thơ Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác của tác giả Phan Bụi Châu. Ta đọc lại bài thơ và để ý đến cụm từ in đậm giúp cô. Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác, vẫn là hào kiệt, vẫn phong lưu, chạy mỏi chân thì hãy ở tù. Đã khách không nhà trong bốn biển, lại người có tội với năm châu. Mùa tay ôm chặt bồ kinh tế, mở miệng cười tan cuộc oán thù. Thân ấy vẫn còn sự nghiệp, bao nhiêu nguy hiểm, sợ gì đâu. Và đọc đoạn văn này, đoạn thơ này, hẳn ta cũng nhận ra đây chính là một bài thơ ta đã được học trong chương trình ngữ văn lớp 8. Và câu hỏi đặt ra cho các con đó là gì? Từ kinh tế trong bài thơ có ý nghĩa gì? Và ngày nay chúng ta có hiểu nghĩa này như nghĩa mà cụ Phan Bội Châu đã nói đến hay không? À, câu trả lời này rất thú vị phải không nào? Và chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu ở ví dụ A nhé. Ta sẽ xét này, ví dụ mùa vây ôm chặt bồ kinh tế. Nếu bạn nào chưa hiểu được nghĩa của từ này thì các con có thể dở lại chú thích sách giáo khoa tập 1 ở bài Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác đã giải thích rất rõ rồi. Và ta hiểu từ kinh tế ở đây trong bài thơ này có nghĩa là viết tắt của cụm từ kinh bang tế thế, nghĩa là trị nước cứu đời, đúng không nào? Đó chính là cái tư tưởng, cái lẽ sống mà Phan Bội Châu đã nhắc đến trong bài thơ này, đúng không nào? Đó chính là từ kinh tế trong bài thơ. Vậy còn ngày nay ta hiểu kinh tế là gì? À, kinh tế là chỉ hoạt động của con người trong lao động, sản xuất, trao đổi, phân phối và sử dụng cái của cải vật chất làm ra. Thì kinh tế ngày nay được hiểu theo nét nghĩa như vậy. Như vậy ta thấy là từ ngữ ở hai từ này đã có sự thay đổi về nghĩa hay không nhỉ? À, rất chính xác, đã có sự thay đổi nghĩa rồi. Vậy thì ta thấy rằng nghĩa của từ sẽ không bất biến
Bất biến là gì? Bất biến là không bao giờ thay đổi, sẽ không bất biến và nó không ngừng phát triển và có thể thay đổi theo thời gian. Đó chính là kết luận thứ nhất mà các con sẽ ghi cho cô ở phần tìm hiểu ví dụ 1. Cô lấy một ví dụ khác để các con có thể hình dung rõ hơn. Ta sẽ lấy ví dụ với từ ăn. Từ ăn có nghĩa là gì? Ta hiểu một cách đơn giản, theo cái nét nghĩa ban đầu, nét nghĩa sơ khai nhất. Ăn là việc ta cho thức ăn vào miệng, thực phẩm vào miệng, nhai rồi nuốt. Nói đến cái quá trình tiêu hóa phải không nào? Thế nhưng ngày nay ăn còn có những nghĩa nào nữa đấy? À, ta có ăn để chỉ cái sự hao tốn, tiêu thụ, ví dụ ăn xăng, đúng không nào? Hay ăn để chỉ gì đấy? À, cái sự vượt trội, chiến thắng, ăn đứt, nói đến ăn đứt. Còn có nghĩa là gì? Bị ăn mòn, bị xâm lấn, nước ăn tay này, bị axit ăn này, rồi nước biển ăn này. Giành được, chiếm được hợp lý, ví dụ như là ăn giải, ăn điểm, ăn lương. À, rất là quen thuộc phải không nào? Và chúng ta còn thấy ăn để chỉ cái sự tiếp nhận không chính đáng, ăn chậm này, ăn gian, ăn trộm, ăn đút lót. Và đếm nghĩa nữa chúng ta có thể tìm thấy ở đây, đó là ảnh hưởng một cách bị động. Ví dụ ăn nắng, ăn ảnh, ăn phấn. À, vậy ta thấy rằng với một từ ăn thôi nhưng cũng có rất nhiều nét nghĩa theo sự phát triển của thời gian. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang tìm hiểu ví dụ 2. B nhỏ ghi cho cô ví dụ 2. Hãy trả lời cho cô câu hỏi, đó là cho biết từ nào là từ mang nghĩa gốc, từ nào mang nghĩa chuyển và nghĩa chuyển được hình thành trên phương thức chuyển nghĩa nào trong các ví dụ sau nhé. Chúng ta sẽ cùng đọc cho cô ví dụ này. À, trích trong văn bản Cảnh ngày xuân, ta có hai câu thơ sau. Ngày xuân em hãy còn dài, sóc tình máu mủ thay lời nước non. Trích trong đoạn trích trao duyên đúng không? Gần xa nô nức yến anh, chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. À, các con để ý cho cô ở đây có hai từ in đậm, đó là từ xuân, đúng không nào? Vậy hãy suy nghĩ cho cô xem từ xuân nào được dùng với nghĩa gốc và từ xuân nào được dùng với nghĩa chuyển nhé. Và lát nữa thì cô trò chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp. Chuyển sang hai câu tiếp theo. Được lời như cởi tấm lòng, dở kim thoa với khăn hồng trao tay. Cũng nhà hành viện xưa nay, cũng phường bán thịt, cũng tay buôn người. À, ở đây ta lại thấy có từ tay. Vậy bây giờ cô trò chúng ta sẽ đánh dấu vào trong sách cho cô từ xuân 1, xuân 2 và từ tay 1, tay 2. Sau đó ta cùng giải nghĩa của các từ này nhé. Trước hết ta sẽ tìm hiểu về từ xuân đầu tiên. Từ xuân đầu tiên là gì? Gần xa nô nức yến anh, chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. Vậy chơi xuân trong ở đây ta hiểu xuân chính là mùa chuyển tiếp từ đông sang hạ, mùa mở đầu của một năm. Vậy ta thấy đây là từ ngữ được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? À, rất chính xác, đó là từ được dùng với nghĩa gốc. Còn từ xuân thứ hai thì sao đây? Dập dìu tài tử giai nhân, chị ngựa xe như nước, áo quần như nêm. À, xin lỗi, cô xin lỗi. Ví dụ thứ hai thì ta sẽ có như sau. Ngày xuân em hãy còn dài, sót tình máu mủ thay lời nước non. Vậy ta thấy rằng ở câu xuân, từ xuân thứ hai, từ xuân lại chỉ tuổi trẻ của đời người, chỉ cái sức sống của con người khi mà còn trẻ. Vậy thì đây chính là mang nghĩa gì? À, nghĩa chuyển. Ta có ví dụ thứ ba. Được lời như cởi tấm lòng, dở kim thoa với khăn hồng trao tay. Chỉ một cái hành động đưa từ tay người này sang tay người khác. Vậy từ tay ở đây chỉ cái bộ phận phía trên của cơ thể, từ vai đến ngón tay này, dùng để cầm và nắm. Vậy chắc chắn đây là tay dùng với nghĩa gì đây? À, chính xác, đó là nghĩa gốc. Từ tay thứ hai trong câu, cũng nhà hành viện xưa nay, cũng phường bán thịt, cũng tay buôn người. À, vậy thì cái tay ở từ tay này nghĩa là gì đây? À, chỉ người chuyên hoạt động hay giỏi về một môn, một nghề, một lĩnh vực nào đó. Ví dụ tay vợt, đúng không nào? Thì đây sẽ là từ ngữ mang nghĩa gì? À, nghĩa chuyển. Như vậy qua việc tìm hiểu ví dụ này, ta có thể rút ra một kết luận như sau. Nói về sự phát triển của từ vựng, ta thấy khi mà xã hội ngày càng phát triển thì từ vựng
của ngôn ngữ cũng không ngừng thay đổi. Và một trong những cách phát triển từ vựng của tiếng Việt, từ vựng của tiếng Việt là phát triển nghĩa của từ ngữ dựa trên cơ sở nghĩa gốc của chúng. À, ví dụ như ta vừa thấy trong ví dụ từ xuân với nghĩa gốc, đúng không nào? Từ xuân chỉ cái mùa trong năm với nghĩa gốc, nhưng ở từ xuân thứ hai thì lại để chỉ tuổi trẻ và nó cũng có nét tương đồng với nhau. Và đó là chúng ta thấy cái từ xuân này được chuyển nghĩa theo phương thức gì đấy? Chính xác, đó là phương thức ẩn dụ. Còn từ tay ở nghĩa thứ nhất là để chỉ bộ phận trên cơ thể người. Từ tay thứ hai lại để chỉ chuyên nghiệp về một cái môn hay một lĩnh vực nào đó và cũng có sự liên quan với nhau, đúng không nào? Tay ở nghĩa thứ hai là muốn hoán dụ để chỉ toàn bộ cái con người đó. Vậy đây cũng chính là cái sự phát triển của từ ngữ dựa theo phương thức gì? Hoán dụ. Vậy thì qua hai ví dụ vừa rồi, ta sẽ thấy rằng để chuyển nghĩa thì có những phương thức như sau. Thứ nhất đó là phương thức ẩn dụ và thứ hai là phương thức hoán dụ. Như vậy các con qua việc tìm hiểu ví dụ, các con đã hiểu được cách để chúng ta chuyển nghĩa và cũng như là cái cơ sở chuyển nghĩa thường sử dụng nhất là gì hay chưa? À, ghi nhớ cho cô những từ vĩ, những in đậm sau đây nhé. Thứ nhất này, từ vựng sẽ không ngừng phát triển. Thứ hai là phát triển từ vựng trên cơ sở nghĩa gốc. Thứ ba là có phương thức chuyển nghĩa, ẩn dụ và hoán dụ. Và sau phần này thì các con sẽ làm cho cô một bài tập nhanh sau đây. Trả lời cho cô câu hỏi: từ mặt trời trong câu sau sử dụng phép tu từ nào? Đó có phải là hiện tượng phát triển nghĩa của từ hay không? Và vì sao? Các con sẽ để ý cho cô đến từ mặt trời trong câu thứ hai nhé. Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng, thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. Trích trong bài thơ Viếng Lăng Bác của tác giả Viễn Phương. Vậy ta thấy rằng mặt trời trong câu thứ hai với hình ảnh mặt trời của thiên nhiên tạo hóa khác nhau. Mặt trời trong câu thứ hai là để chỉ ai nhỉ? À, trong lăng thì chắc chắn là để chỉ Bác Hồ. Bác và mặt trời sẽ có những điểm tương đồng với nhau. Mặt trời của thiên nhiên thì mang đến ánh sáng cho muôn loài. Còn Bác Hồ sẽ mang đến ánh sáng cho dân tộc Việt Nam với những ánh hào quang chói lòa của nghìn đời. Và như vậy, ta thấy rằng từ mặt trời này được sử dụng theo phép tu từ ẩn dụ. Ẩn dụ phẩm chất. Và các con thấy rằng đây không phải là hiện tượng phát triển nghĩa của từ. Bởi vì sự phát triển nghĩa của từ mặt trời này trong câu thơ chỉ có tính chất lâm thời. Nó không làm cho từ có thêm nghĩa mới. Bởi vì nếu chúng ta thử đặt cái từ mặt trời này theo một ngữ cảnh khác thì sẽ không ai hiểu được là gì. Mặt trời ở đây chỉ Bác Hồ. Vậy nhớ cho cô, nghĩa của từ khi mà phát triển theo phép ẩn dụ, nhưng nếu nó mà có tính chất lâm thời thì sẽ không được xếp vào một hiện tượng phát triển nghĩa của từ nhé. Đó chính là phần nội dung mà cô lưu ý cho con. Và qua phần tìm hiểu ví dụ ở trong phần 1 La Mã, sự biến đổi và phát triển nghĩa của từ, chúng ta sẽ rút ra bài học. Đó cũng chính là nội dung của phần ghi nhớ trong sách giáo khoa trang 56. Các con sẽ cùng đọc giúp cô. Thứ nhất, cùng với sự phát triển của xã hội, từ vựng của ngôn ngữ cũng không ngừng phát triển. Một trong những cách phát triển từ ngữ tiếng Việt là phát triển nghĩa của từ ngữ trên cơ sở nghĩa gốc. Có hai phương thức chủ yếu là phương thức ẩn dụ và hoán dụ. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần 2 La Mã, cách phát triển từ vựng tiếng Việt. Chuyển sang phần 2 La Mã, cách phát triển từ vựng tiếng Việt, các con sẽ mở cho cô sách giáo khoa trang 73. Chúng ta sẽ tìm hiểu các ví dụ ở phần này. Với các cách thì chúng ta sẽ thấy trong sách giáo khoa chia làm hai cách mà ta sẽ lần lượt tìm hiểu tương ứng với phần 1 nhỏ và phần 2 nhỏ của cô trên bảng như sau. Cách thứ nhất đó là tạo ra những từ ngữ mới. Các con sẽ cùng đọc cho cô câu hỏi trong sách giáo khoa trang 72 như sau. Tìm những từ ngữ được cấu tạo trên cơ sở những từ sau: điện thoại, kinh tế, di động, sở hữu, tri thức, đặc khu, trí tuệ. Sau đó chúng ta sẽ giải nghĩa những từ ngữ mới được cấu tạo. Ta có thể kết hợp các từ ngữ này lại với nhau, sau đó tìm cho cô xem ta có những từ ngữ mới nào nhé. À, vậy thì ta có thể thấy từ đầu tiên
ta tìm được đó chính là từ gì? Điện thoại di động. À, ta hiểu, điện thoại di động là một thiết bị không dây có thể mang theo bên mình bất cứ lúc nào, dùng để liên lạc. Và đây, dụng cụ này thì bây giờ ta thấy đó là một vật không thể thiếu với tất cả chúng ta. Và ngày nay thì ta còn thấy không gọi là điện thoại di động nữa, mà ta thường gọi là gì đấy? À, điện thoại thông minh, bởi những cái tính năng ưu việt của chúng. Đó là cụm từ đầu tiên này. Từ thứ hai ta có thể tìm thấy đó là từ gì đấy? À, kinh tế tri thức. À, kinh tế tri thức là gì các con nhỉ? À, đây là nền kinh tế với trình độ phát triển cao. Trước nền kinh tế tri thức thì ta thấy có nền kinh tế nông nghiệp, nền kinh tế công nghiệp. Và nói đến nền kinh tế tri thức, ta thấy đây chính là sản phẩm của trí tuệ con người. Thứ ba, ta có từ sở hữu trí tuệ. Sở hữu trí tuệ là gì? Ta thấy sở hữu trí tuệ xuất hiện khi mà nền kinh tế tri thức, trí tuệ trở thành một món hàng hóa được sử dụng và được bảo hộ, được những cái cơ quan bảo hộ, và nó trở thành một quyền. Khi mà ai đó phát minh ra một cái sáng chế hay là một cái dụng cụ nào đó thì họ phải đăng ký quyền sở hữu trí tuệ. Nếu không, cái mà sản phẩm đó mà bị phát tán ra thì cơ quan khác có thể tố cáo vì chúng ta sử dụng. Nếu mà họ đăng ký trước chúng ta chẳng hạn thì chúng ta sẽ bị tố cáo là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Thì từ bữa nay thì các con cũng thấy rất quen thuộc rồi. Và thứ tư, ta có từ gì? À, đặc khu kinh tế. Đặc khu kinh tế là gì? Ta thấy đây chỉ đến những cái vùng này, những địa phương được gì? Được nhà nước chọn ra làm cái nơi thu hút vốn đầu tư, có thể là trong nước, nước ngoài, để phát triển cái kinh tế của cái vùng đó hoặc là kinh tế của cả đất nước. Và ở Việt Nam thì ta thấy có rất nhiều những gì đặc khu kinh tế, ví dụ có thể nhắc đến như là Vân Đồn, Quảng Ninh, Vân Đồn ở tỉnh Quảng Ninh này, hay là Phú Quốc này, hay là gì nhỉ? À, còn rất nhiều những đặc khu kinh tế khác mà các con sẽ về nhà tìm hiểu nhé. Vậy thì ta thấy rằng cách để chúng ta tạo ra những từ ngữ mới là gì đây? À, ta thấy qua ví dụ này, ta thấy là từ mới được tạo ra bằng cách dùng những yếu tố có sẵn và ghép lại với nhau. Dùng những yếu tố có sẵn để ghép lại với nhau. Và nếu như xét vào những từ ngữ mà chúng ta vừa làm thì chúng ta có một công thức như sau. Đó là x cộng y thì sẽ tạo ra những từ ngữ mới. Và các con lưu ý, x và y ở đây thường sẽ là các từ ghép. Các con sẽ thử đặt cho cô những từ ngữ mới mà đã được tạo ra ở thời đại ngày nay để phục vụ cho nhu cầu của đời sống. Cô lấy ví dụ nhé, một cái từ chúng ta rất hay sử dụng như là gì? Tốc độ bàn thờ, đúng không? Tốc độ là để chỉ vận tốc, rất vận tốc, đúng không nào? Còn bàn thờ là để chỉ đến những cái nơi tâm linh và nó ý nói đến cái chết. Và tốc độ bàn thờ ở đây còn nói đến là cái gì? Cái tốc độ rất nhanh, đúng không nào? Và nguy hiểm, có thể dẫn đến cái chết. Vậy còn những từ ngữ nào được tạo ra từ cách ghép những từ như thế này thì các bạn hãy bình luận để chia sẻ với những bạn khác nhé. Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ví dụ thứ hai cho cô. Ví dụ thứ hai, các con sẽ tìm cho cô những từ ngữ được cấu tạo theo mô hình x cộng tặc. Và các con hiểu tặc ở đây có nghĩa là cướp này, trộm cướp này, giặc hoặc là những kẻ có hại. Vậy trong sách giáo khoa có đưa ra cho chúng ta hai ví dụ, đó là không tặc và lâm tặc. Không tặc là để chỉ giặc cướp ở trên trên bầu trời, đúng không nào? Lâm tặc là giặc cướp rừng, phá rừng. Vậy thì ta còn có những từ gì nữa? À, ví dụ như là sơn tặc, cướp ở trên núi. Hay tin tặc là những người phá hoại cái môi trường thông tin, tin học, lấy cắp dữ liệu. Lâm tặc như cô vừa nói. Hay đinh tặc. À, đinh tặc, các con có thể quan sát cho cô một hình ảnh sau đây. Đây, alo, dạ em bị kẹt xe. Thế bạn này bảo là à, có chiếc xe đang bị đinh, đã bị dính phải đinh tặc. Đinh tặc là những cái con, những người xấu mà họ giải đinh ra đường, đúng không nào? Và những cái phương tiện giao thông khi đi lại thì khi mà chèn vào cái đinh đó thì sẽ dẫn rất nguy hiểm cho quá trình lái xe. Và họ làm như vậy để mục đích là để trục lợi, cũng như là mở ra những cái quán sửa vá xe bên đường. Thì đó cũng chính là một cái nạn mà rất nhiều năm trước hoặc những năm nay vẫn còn có những hiện tượng đó ở nhiều nơi. Hay là cát tặc. Ngoài ra ta còn có thể tìm được những mô hình nào
x kết hợp với tặc thì các con sẽ tự ghi vào vở giúp cô nhé. Như vậy, qua ví dụ này thì các con cũng có thể rút ra kết luận cho cô. Đây cũng là nội dung của phần ghi nhớ trong sách giáo khoa trang 72. Tạo từ ngữ mới để làm cho vốn từ tăng lên cũng là một cách để phát triển từ vựng tiếng Việt. Đó chính là ghi nhớ đầu tiên. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần 2 nhỏ, cách để phát triển từ ngữ thứ hai. Đó chính là gì đấy? À, mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài. Các con sẽ ghi cho cô phần A nhỏ, ta cùng xét ví dụ trong sách giáo khoa trang 73 và trả lời cho cô những câu hỏi sau. Tìm những từ Hán Việt trong hai đoạn trích sau. À, vậy thì chúng ta sẽ xem nhé. Ở ví dụ đầu tiên, ta có Thanh Minh trong tiết tháng 3, lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh, gần xa nô nức Yến Anh, chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. Dập dìu tài tử gia nhân, ngựa xe như nước, áo quần như nêm. Các con sẽ gạch chân cho cô vào sách giáo khoa những từ Hán Việt để chúng ta thấy được xem trong một đoạn thơ như thế này thì có bao nhiêu từ Hán Việt nhé. Đầu tiên ta có thể thấy đó là từ gì đấy? À, từ thanh minh, từ tiết, từ lễ, từ tảo mộ, từ hội, từ đạp thanh, từ Yến Anh, từ bộ hành, từ xuân, từ tài tử, từ gia nhân. Vậy ta thấy rằng ở đây có 11 từ Hán Việt. Ví dụ B, các con sẽ cùng tìm hiểu và đọc cho cô, nhận ra cho cô xem đây là đoạn trích trích trong văn bản nào mà chúng ta đã học. Chắc chắn rồi, đó là văn bản Chuyện người con gái Nam Xương của tác giả Nguyễn Dữ. Kẻ bạc mệnh này duyên phận hẩm hiu, chồng con dễ bỏ, điều bay tiếng buộc, điều đâu bay buộc tiếng định chịu nuốt nhơ, thần sông có linh xin ngài chứng giám, thiếp nếu đoan trang giữ tiết, trinh bạch gìn lòng, vào nước xin ẩm ngọc mị nương, xuống đất xin ẩm cỏ ngu mỹ, nhược bằng lòng chim dạ cá, lừa chồng dối con, dưới xin làm mồi cho cá tôm, trên xin làm cơm cho diều quạ, và xin khắp chịu khắc mọi người phỉ nhổ. À, vậy thì ta cũng thấy được ở đây cũng có rất nhiều những từ Hán Việt. Ví dụ như là từ bạc mệnh này, duyên phận, thần sông, chứng giám, đoan trang, tiết, trinh bạch, ngọc mỹ nương, ngu mỹ, nhược bằng, phỉ nhổ. Vậy ở đây ta cũng thấy có 11 từ Hán Việt được sử dụng. Vậy thì qua ví dụ này, ta thấy những từ mượn Hán Việt ở đây đều là những từ mượn tiếng gì? Từ mượn tiếng Hán phải không nào? Từ mượn tiếng Hán. Còn ở ví dụ B trong sách giáo khoa trang 73, ta có thể trả lời cho cô những câu hỏi. Tiếng Việt dùng những từ nào để chỉ những khái niệm sau? A, bệnh mất khả năng miễn dịch và gây tử vong. Thì chắc chắn đây chính là SARIDS, viết tắt từ cụm từ này. Các con sẽ tự đọc cho cô. Cô dạy văn nên cô không đọc được từ này. Tiếp theo, B, nghiên cứu một cách có hệ thống những điều kiện để tiêu thụ hàng hóa, chẳng hạn nghiên cứu nhu cầu thị hiếu của khách hàng. À, vậy thì ta thấy đây được hiểu là từ marketing đúng không nào? Và các từ này thì đều mượn tiếng Anh, đều mượn tiếng Anh. Vậy từ việc ta tìm hiểu ví dụ A và ví dụ B này thì ta thấy rằng với việc mượn ngôn ngữ nước ngoài, ta thấy cũng là một cách để phát triển từ vựng tiếng Việt. Và bộ phận từ mượn quan trọng nhất trong tiếng Việt đó chính là từ mượn tiếng Hán. Và khi mà chúng ta mượn tiếng Hán, chúng ta sử dụng nó để phù hợp với nhu cầu giao tiếp hàng ngày cũng như phù hợp với ngôn ngữ của chúng ta thì những từ ngữ mới đó được gọi là từ gì? Từ Hán Việt. Và như vậy, đây cũng chính là nội dung của phần ghi nhớ trong sách giáo khoa trang 74. Các con sẽ cùng đọc lại giúp cô nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần 3 la mã luyện tập để cùng làm một số bài tập khắc sâu hơn nội dung kiến thức nhé. Câu hỏi đầu tiên có nội dung như sau. Từ chân sau đây được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển, theo phương thức ẩn dụ hay hoãn dụ. Đề huề lưng túi gió trăng, chân sau theo một vài thằng con. À, từ chân này, sau chân. Vậy chân ở đây chắc chắn rồi là để chỉ bộ phận trên cơ thể người và được sử dụng với nghĩa gốc. Câu hỏi số 2.
Từ chân sau đây được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển, theo phương thức ẩn dụ hay hoán dụ. Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. À vậy ta thấy rằng từ chân ở đây được hiểu là vị trí tiếp xúc cái kiềng với mặt đất. Vậy thì đó chính là nghĩa chuyển, đúng không nào? Theo phương thức ẩn dụ. Câu hỏi số 3. Nghĩa của từ trà trong các cách dùng từ như trà atiso, trà hà thủ ô, trà sâm, trà linh chi, trà tâm sen, trà khổ qua là nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Và theo phương thức nào? À vậy ta cũng thấy rằng trà trong cách dùng này có nghĩa là sản phẩm từ thực vật được chế biến dưới dạng khô dùng để pha loãng, pha thành nước uống. Và từ trà chuyển nghĩa theo phương thức ẩn dụ. Tìm ví dụ chứng minh từ hội chứng là từ nhiều nghĩa. À hội chứng thì ta sẽ thường gặp từ ngữ này trong ngành y phải không nào? Và ta hiểu hội chứng nghĩa gốc đó chính là tập hợp những triệu chứng cùng xuất hiện của bệnh nhân đó khi mà gặp phải. Còn nghĩa chuyển thì để chỉ tập hợp nhiều hiện tượng, sự kiện biểu hiện một tình trạng, một vấn đề xã hội cùng xuất hiện nhiều nơi. Ví dụ như hội chứng suy thoái kinh tế. Câu hỏi tiếp theo, tìm ví dụ chứng minh từ ngân hàng là từ nhiều nghĩa. À vậy ta thấy từ ngân hàng đầu tiên là để chỉ đến lĩnh vực gì? À tiền tệ, đúng không nào? Kinh doanh. Và nghĩa gốc nghĩa là đây là một tổ chức kinh tế hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý các nghiệp vụ tiền tệ, tín dụng. Còn nghĩa chuyển, ta còn bắt gặp từ ngân hàng này để chỉ kho lưu trữ dữ liệu, bộ phận cơ thể để sử dụng khi cần thiết. Ví dụ ngân hàng máu, ngân hàng dữ liệu, ngân hàng đề thi. Câu tiếp theo này, từ chân sau đây được sử dụng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Năm nay, học sinh lớp 9A có chân trong đội tuyển của trường đi thi hội khỏe Phù Đồng. À vậy chắc chắn rồi, đây không thể nào mà mang nghĩa gốc được. Bởi vì lớp học sinh lớp 9A ở đây là muốn nói đến cái gì đây? À vị trí trong cái đội tuyển đó, chân ở đây là vị trí trong đội tuyển và nó được sử dụng theo nghĩa chuyển, phương thức hoán dụ. Tương tự câu hỏi như vậy, ta có câu buồn trong nội cỏ dầu dầu, chân mây mặt đất một màu xanh xanh. Ta thấy từ chân ở đây chính là cái vị trí tiếp giáp của đất với mây. Vậy đây cũng là nghĩa gì? Nghĩa chuyển theo phương thức ẩn dụ. Tương tự như câu khi nãy chúng ta tìm hiểu này, nghĩa của từ trà, nghĩa của từ đồng trong cách dùng những đây như đồng hồ điện, đồng hồ nước, đồng hồ xăng là nghĩa gốc hay nghĩa chuyển theo phương thức nào? À vậy thì ta thấy đồng hồ ở đây được dùng với nghĩa gì? Nghĩa chuyển. Chỉ khi dụng cụ đo có bề ngoài giống như cái đồng hồ, đúng không nào? Và chuyển nghĩa theo phương thức ẩn dụ. Tìm ví dụ chứng minh từ sốt là từ nhiều nghĩa. À từ sốt ta thường nhớ đến từ này với nghĩa gốc đó là chỉ nhiệt độ cơ thể nên cao quá so với mức bình thường do bị ốm hoặc là do nhiễm trùng cơ thể. Còn nghĩa chuyển là để chỉ trạng thái đột ngột về nhu cầu khiến mặt hàng nào đó trở nên khan hiếm, tăng nhanh về giá. Ví dụ như là cơn sốt đất này, cơn sốt vàng này, rồi cơn sốt gì nữa, kim cương vân vân, thì ta có thể thấy được từ sốt với nghĩa chuyển là như vậy. Tìm ví dụ chứng minh từ vua là từ nhiều nghĩa. À từ này thì rất đơn giản đúng không nào? Bởi vì ta thấy với nghĩa gốc thì vua là để chỉ người đứng đầu nhà nước quân chủ. Còn nghĩa chuyển là chỉ người được coi là nhất trong một lĩnh vực nào đó. Ví dụ vua dầu hỏa, vua lốp, vua ô tô, vua bóng đá, vua nhạc rock, rồi vua K-pop phải không nào? Rất nhiều từ vua được sử dụng. Và như vậy qua bài học ngày hôm nay thì chúng ta đã tìm hiểu được rất nhiều những đơn vị kiến thức liên quan đến sự phát triển của từ vựng. Và làm thế nào để sự phát triển ấy ngày càng trở nên văn minh hơn thì đó là phụ thuộc vào cách sử dụng từ ngữ của các em. Và tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại ở những tiết học sau. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.